Tour of the Year 2024 là cuộc khảo sát được thực hiện thông qua các khách hàng đi tour tại các chương trình hội chợ du lịch và tại văn phòng của Bến Thành Tourist nhằm tìm hiểu mong muốn của khách hàng cho những chuyến hành trình tiếp theo trong năm 2024. Với tổng số 30.488 phiếu bình chọn, đã có 9.768 phiếu chọn điểm đến mong muốn là các quốc gia Bắc Âu. Các điểm đến yêu thích tiếp theo là Nhật Bản và Hoa Kỳ. Thì cái ý tưởng chọn Tour of the Year đã đến với Bến Thành thật lâu, nhưng mà từ năm 2022, khi mà tình hình dịch đã giảm thì Bến Thành Tourist muốn làm một điều gì đó khác biệt đến với khách hàng và để dành cho khách hàng những cái sự thư giãn và những sản phẩm thật đặc sắc, thì Bến Thành Tourist đã trực tiếp làm với các hãng hàng không, điểm đến với đối tác ở 4 điểm đến và lựa chọn cung đường rất phù hợp cho Tour of the Year năm nay. Với chất lượng dịch vụ tốt nhất cùng giá chào bán ưu đãi nhất thị trường, hành trình Bắc Âu 10 ngày 9 đêm đi qua 4 quốc gia xinh đẹp của vùng đất đáng sống nhất thế giới, bao gồm Phần Lan, Thụy Điển, Na Uy, Đan Mạch, đã được ra mắt với giá trọn gói chỉ 99,9 triệu đồng. Tour khởi hành đều đặn hàng tháng trong suốt năm 2024. Tham gia tour, du khách được sử dụng các dịch vụ của hãng hàng không Turkish Airlines, lưu trú khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế, cùng 2 đêm nghỉ dưỡng trên các du thuyền 5 sao sang trọng. Bên cạnh đó, những trải nghiệm của hành trình này khá ấn tượng như đi xe cáp treo Floyd Bennett, chinh phục đỉnh núi Floyden, ngắm toàn cảnh thành phố Bergen với những triền núi hùng vĩ và vịnh biển tuyệt đẹp, chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên ngoạn mục của Na Uy trên chuyến tàu điện Flam Railway trong top 20 chuyến tàu ngắm cảnh đẹp nhất thế giới, du ngoạn trên hai vịnh hẹp được xưng tụng đẹp nhất hành tinh là Orleans và Leroy, di sản thế giới của UNESCO. Cũng trong dịp này, Bến Thành Tourist triển khai chương trình giảm giá sốc kéo dài từ ngày 15 tháng 10 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023, giảm 5 triệu đồng cho sản phẩm Tour of the Year 2024 và giảm 2 triệu đồng khi đăng ký các tour châu Âu khác. Qua sự kiện này, Bến Thành Tourist kỳ vọng với các nỗ lực đa dạng hóa sản phẩm, nắm bắt xu hướng thị trường sẽ tạo cơ hội để công ty phát triển, mở rộng thị trường du lịch châu Âu, đồng thời phục vụ hơn 1.000 lượt khách đến với Bắc Âu trong thời gian tới.